Cửa lưới chống muỗi Easy Home, lựa chọn hàng đầu cho ngôi nhà Việt. Cửa lưới chống muỗi được thiết kế cho cửa đi, cửa sổ, bông gió và nhiều loại cửa khác. Cửa chống muỗi Easy Home bảo vệ giúp gia đình bạn có một giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc mệt mỏi. Màn lưới và khung nhôm nguyên chất được gia công tỉ mỉ, chắc chắn, ngăn chặn 99% muỗi, kiến ba khoang và nhiều loại côn trùng độc hại khác. Bên cạnh đó, Easy Home còn kinh doanh lưới an toàn cho nhà ở chung cư, giúp an toàn hơn khi có trẻ nhỏ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hộ gia đình. Hãy để Easy Home bảo vệ sức khỏe gia đình bạn. Mọi thông tin xin liên hệ hotline 0946676600. Truy cập website easyhome.vn. Nghiên cứu lịch sử kinh doanh của Jack Ma, người đàn ông 50 tuổi trở thành tỷ phú đô la. Người thông minh học từ kinh nghiệm của kẻ khác. Trên con đường thành công, biết học hỏi từ kinh nghiệm là bản lĩnh của người tài giỏi, mà học được từ kinh nghiệm của người khác thì lại càng giỏi hơn. Vào ngày 8 tháng 5 năm 2020, Kingsoft Cloud đã được niêm yết trên Nasdaq ở Hoa Kỳ. Đây trở thành công ty Trung Quốc đầu tiên phát hành công khai lần đầu tại Mỹ kể từ sau vụ bê bối Luckin Coffee Inc. của Trung Quốc, khiến cho hàng loạt các hoạt động niêm yết tại thị trường Mỹ bị trì hoãn. Cổ phiếu của Kingsoft Cloud đã tăng hơn 40% trong 3 ngày giao dịch kể từ đó, và công ty điện toán đám mây này đã đạt được mức định giá là 5 tỷ đô la Mỹ. Sau khi công ty lên sàn, giá trị con người của Lôi Quân đã tăng lên hơn 10 tỷ nhân dân tệ chỉ trong một ngày. Vào cuối năm 2020, danh sách Phú gia Hổ Nhuận 2020 do tạp chí Hổ Nhuận của Trung Quốc công bố cũng cho thấy giá trị tài sản ròng của Lôi Quân đạt 170 tỷ nhân dân tệ. Có người đã bình luận về Lôi Quân rằng, ông chính là đỉnh cao mà người bình thường có thể đạt tới nếu như luôn biết nỗ lực và chăm chỉ trong thời đại của chúng ta. Nhưng tại sao Lôi Quân lại được đánh giá như vậy? Bởi so với những lão đại khác trong thương nghiệp, ông có một gia cảnh hết sức bình thường, tốt nghiệp từ một trường đại học tại quê nhà Hồ Bắc, sự nghiệp cũng từng gặp phải nhiều trắc trở. Chẳng hạn như dự án Pango tốn kém tới nhiều thời gian và tiền bạc nhưng cũng đi đến thất bại thảm hại khi còn ở Kingsoft đã khiến cho Lôi Quân phải nghỉ việc 6 tháng liền vì áp lực chồng chất. Nhưng sau đó thôi, Lôi Quân đã trở lại, từng bước phát triển và đầu tư thành công vào không biết bao nhiêu công ty, lại từng bước leo lên những vị trí hàng đầu trong danh sách tỷ phú Trung Quốc khi ở vào cái ngưỡng U50. Kể từ khi sáng lập Xiaomi, đưa thương hiệu có giá rẻ và cấu hình này vào thị trường nội địa, sau đó là tấn công thẳng ra thị trường quốc tế, Lôi Quân đã chiếm được một vị trí vững vàng trên mặt trận sản xuất smartphone tại 74 quốc gia và khu vực trên thế giới. Thậm chí tại một số quốc gia như là Ấn Độ, Myanmar, Nga, Ai Cập, Israel thì Xiaomi còn là cái tên lọt vào top 5. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, giá trị thị trường của Xiaomi đã tăng vọt lên mức hàng trăm tỷ tệ. Khi phân tích và nghiên cứu về con đường dẫn đến thành công của Lôi Quân, bản thân ông cũng từng chia sẻ những khó khăn khi ông thành lập Xiaomi ở năm 41 tuổi trong một bài phát biểu. Khi bắt đầu bài phát biểu, Lôi Quân đã nói như thế này: khi bắt đầu kinh doanh, tôi đã nghiên cứu rất kỹ lịch sử kinh doanh của Mã Hóa Đăng, tức là người sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành của Tencent, công ty có giá trị nhất nhì tại châu Á. Lý Ngạn Hoành, người đồng sáng lập ra công cụ tìm kiếm hàng đầu Trung Quốc hiện nay là Baidu, và Mã Vân, từng là người giàu nhất châu Á kiêm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Alibaba. Khi không ngừng phân tích và học hỏi về quá trình gây dựng sự nghiệp của họ, tôi thực sự đã thu hoạch được rất nhiều điều quý giá, đặc biệt là từ các bài học của Jack Ma. Bên cạnh đó thì Lôi Quân còn nói: biết cách mượn kinh nghiệm thành công và những giá trị trí tuệ đã được tích lũy suốt vài thập niên của những người đi trước, chúng sẽ trợ giúp chúng ta tránh mắc phải một số sai lầm, tránh phải đi đường vòng, giảm bớt được thời gian đầu phải tìm hiểu vấn đề và thúc đẩy quá trình đi thẳng tới mục tiêu của mình. Đây là một trong những phương thức quan trọng nhất trong quá trình học tập để đạt tới được thành công của cá nhân tôi. Bí quyết thành công này của Lôi Quân có thể khiến cho người ta liên tưởng đến một câu mà nhà bác học Thomas A. Edison đã từng nói: I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work. Tạm dịch là: tôi chưa hề thất bại, tôi chỉ tìm ra 10.000 cách làm không hiệu quả mà thôi. Thông qua 10.000 cách làm không hiệu quả đó, không chỉ có Edison mà chính chúng ta cũng sẽ học hỏi được kinh nghiệm tuyệt vời. Đối với Edison, có thể ông sẽ thành công ở lần thứ 10.001, nhưng với bạn, số lần không hiệu quả đó có thể giảm đi đáng kể đấy. Kinh nghiệm sẽ giúp cho chúng ta đương đầu với thử thách. Mỗi người chúng ta đều có rất nhiều kinh nghiệm
nhưng không phải ai cũng giỏi việc tổng kết và khai quật giá trị này. Đặt vào trường hợp, giả sử như vào thời đi học, giáo viên thường nói rằng đây là một bài toán tương tự với lý thuyết đã được giải gần đây. Nhưng sau một vài sự thay đổi nhỏ, có rất nhiều các học sinh đều không thể tự phát hiện ra khía cạnh tương tự đó, nên cũng không thể tìm ra được phương pháp xử lý vấn đề. Đây là kiểu người không giỏi vận dụng kinh nghiệm đã đạt được để phát huy ở một khía cạnh mới. Ngược lại, với những người giỏi trong lĩnh vực này, khi gặp một tình huống mới hoặc một vấn đề phức tạp, họ sẽ sử dụng kinh nghiệm trong quá khứ của mình để giải quyết nó. Ngay cả khi vấn đề mới và kinh nghiệm cũ không tương đồng nhau, thì họ vẫn có thể phát hiện ra được những điểm liên kết, rồi lấy đó làm tiền đề để tiếp tục phát huy, suy một ra ba. Những kinh nghiệm cụ thể sẽ được đúc kết thành khái niệm tổng quan, do đó nó có thể được áp dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Và đó là lý do mà chúng ta phải học được cách chuyển hóa kinh nghiệm như vậy. Trong cuộc sống, một số kinh nghiệm có thể dễ dàng chuyển hóa. Ví dụ như, nếu bạn có thể lái một chiếc xe tải lớn thì bạn cũng có thể lái được một chiếc ô tô nhỏ. Hoặc là một ví dụ khác là nếu bạn có kiến thức nền về ký họa thì chúng sẽ rất hữu ích khi học vẽ sơn dầu. Nguyên nhân là do những lĩnh vực này có mối liên quan tương đối chặt chẽ với nhau. Ngược lại, cũng có những kinh nghiệm khó có thể được chuyển hóa thành công. Chẳng hạn như, một người giỏi giao tiếp chưa chắc đã là nhân viên kinh doanh giỏi. Tuy nhiên, đôi bên có sự tương đồng nhất định, nhưng nó vẫn tồn tại những điểm khác biệt then chốt. Đặt vào trường hợp này, điểm khác biệt này có thể là sự am hiểu về sản phẩm, sự nhạy bén về thị trường, sự logic trong tư duy và lập luận. Để khắc phục được những điểm khác biệt này thì yêu cầu chúng ta phải không ngừng rèn luyện năng lực tự thân, suy ngẫm và sáng tạo, gia tăng vốn hiểu biết của cá nhân, tích cực đương đầu với những thử thách mới. Trong rất nhiều trường hợp, biết cách tổng kết kinh nghiệm và áp dụng một cách hợp lý sẽ giúp cho bạn có được kết quả làm ít công to khi bắt đầu làm việc. Phương Thúy, doanh nghiệp và tiếp thị Cà Phê Biz, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.